Tập 46. Hoàng thúc, chính là họ. Là một vị phong hào đấu la. Phủ tịch Mộng Thần Cơ có ở đây không? Hân vương điện hạ, sao ngài lại tới đây? Sao vậy? Ba vị đang tiếp khách ư? Không giới thiệu cho bản vương à? Hân vương điện hạ, ta giới thiệu với ngài. Vị này là viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức. Lần này là tới thương thảo chuyện hợp tác với chúng ta. Viện trưởng Phất Lan Đức, đây là Tuyết Tinh Thân Vương Điện Hạ của Thiên Đấu Đế Quốc. Học viện Hoàng gia là do Thân Vương Điện Hạ quản lý. Học viện Sử Lai Khắc, chưa từng nghe nói, là học viện không ra gì đúng không? Chủ tịch Mộng Thần Cơ, sao ngài có thể để những kẻ không rõ lai lịch này đến học viện chúng ta? Thân Vương Điện Hạ, học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối không phải là học viện không ra gì. Tần sư phụ của học viện chúng ta đã tốt nghiệp ở đó. Lần này viện trưởng Phất Lan Đức và các vị sư phụ của học viện Sử Lai Khắc đồng ý tới viện ta nhậm chức chính là vinh hạnh của chúng ta. Chủ tịch Mộng Thần Cơ, dựa theo quy định của học viện, nhận sư phụ vào phải thông qua khảo hạch chứ? Các vị sư phụ học viện Sử Lai Khắc đều có thực lực cấp thiên đấu, không cần khảo hạch. Thần vương điện hạ, ngài hôm nay tới đây là vì chuyện này. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là cột trụ của đế quốc, là nơi đào tạo giường cột nước nhà. Ta không hy vọng học viện tuyển chọn những kẻ kiêu căng ngạo mạn. Chủ tịch Mộng Thần Cơ, ta nghe nói học viện Sử Lai Khắc ngày hôm nay lần đầu tới đây đã sỉ nhục cháu trai ta. Đường đường là tứ hoàng tử Tuyết Băng của đế quốc. Hắn là tứ hoàng tử của đế quốc. Vì vậy thân vương điện hạ muốn giải quyết chuyện này thế nào? Không biết ngài có từng hỏi hoàng tử Tuyết Băng tại sao lại bị sỉ nhục không? Bản vương vẫn luôn đối tốt với nhân tài. Nếu các vị đến đây để hợp tác với học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chuyện Tuyết Băng bị sỉ nhục ta tạm thời không nói tới. Nhưng các người bắt buộc phải chứng minh rằng mình là nhân tài. Được. Được. Thân vương điện hạ muốn chúng ta chứng minh ra sao? Rất đơn giản. Các vị chỉ cần kiên trì được 5 phút trước Độc Cô tiên sinh, bản vương sẽ coi các người là nhân tài. Nếu không, mời cút ngay ra khỏi học viện của ta. Chỉ một ánh mắt đã có thể đánh ngã Mộc Bạch. Ừ.
Thần Vương Điện Hạ, ngài đừng quá đáng, chủ tịch Mộng Thần Cơ. Ngài đừng quên, trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, bản vương là người quản lý trực tiếp, có quyền quyết định nhân sự. Ngài, Độc Cô tiên sinh, nhờ ngài. Thì ra là ông ta. Các người cùng lên đi. Phong thảo đấu la. Các hạ họ Kép Độc Cô, khí thế hơn người. Nếu ta không đoán nhầm, chắc hẳn là phong hào độc đấu la Độc Cô Bác tiền bối, đúng không? Đã biết tên của ta, còn không mau cút đi. Được, chúng ta đi. Tiểu Cường, ta không thể để học viện Sử Lai Khắc chịu sỉ nhục như vậy. Ông có thể đối chọi được với phong hào đấu la sao? Cho dù đám người già chúng ta không sợ chết, chả lẽ ông muốn đám trẻ cũng phải chịu chết như chúng ta? Chuyện hôm nay chấm dứt tại đây. Ân tình tiếp đón nhiệt tình của ba vị tiền bối, chúng ta sẽ mãi không quên. Hẹn ngày gặp lại. Khoan đã, Độc Cô Bác, để ba người chúng ta lĩnh giáo độc của ngươi đi. Ba vị giáo ủy, các người làm gì vậy? Tuyết Tinh Thần Vương, ngài độc đoán như vậy, sau hôm nay ba người chúng ta nhất định sẽ bẩm tấu bệ hạ, để bệ hạ định đoạt. Thôi đi, Học viện Sử Lai Khắc không muốn ba vị phải gặp phiền phức. Nếu Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không muốn giữ, Phất Lan Đức cũng không dám cưỡng cầu. Ba vị tiền bối, tạm biệt tại đây. Viện trưởng Phất Lan Đức, Ra là cô ta. Ông nội. Nhạn nhạn. Không tồi. Thực lực của cháu lại có tiến bộ rồi.
Ông nội, lần trước chúng ta... Ba vị giáo ủy. Con nghĩ, con cũng muốn rời khỏi học viện. Tần sư phụ, như vậy sao được? Chuyện hôm nay, chúng ta nhất định sẽ bẩm tấu bệ hạ, để bệ hạ duy trì công đạo. Ý tốt của ba vị giáo ủy, Tần Minh xin nhận. Nhưng nếu hoàng thất ghét bỏ học viện Sử Lai Khắc chúng ta, Tần Minh còn mặt mũi nào ở đây? Năm xưa Tần Minh tới một thân một mình, hôm nay rời đi cũng một thân một mình. Ba vị giáo ủy xin hãy bảo trọng, cáo từ. Thần vương điện hạ, người hồ đồ quá rồi. Người có biết đám người vừa rồi là nhân tài bậc nào không? Chuyện tới nước này nói nhiều cũng vô ích. Ông, ba vị nếu muốn bẩm tấu bệ hạ, ta cũng không còn lời gì để nói. Cáo từ. Nhạn Nhạn, ông nội phải đi rồi. Cháu ở đây học tập cho tốt. Tuyết Băng, lần này người gây cho Túc Túc không ít phiền phức đâu. Chuyện này, e rằng ba lão già đó không chịu bỏ cuộc đâu. Nếu không gây phiền phức này, thì cháu không còn là Tuyết Băng hoàng tử kiêu căng phách lối nữa rồi. Chuyện tới nước này, nói nhiều cũng vô ích. Chỉ tiếc ba vị giáo ủy đó hiện giờ là người của đại ca ngươi. Viện trưởng, chỉ bằng chúng ta gây dựng lại học viện Sử Lai Khắc thật lớn đi. Ngài vẫn luôn không chịu nhận tài trợ từ học viên, con có thể hiểu. Nhưng hiện giờ cho dù là để so bì, chúng ta cũng không thể bỏ cuộc như vậy. Con đồng ý, đấy là lại nói đúng. Bất Lan Đức, xin lỗi. Chuyện này là ta không tốt. Không liên quan đến ông, là chúng ta xui xẻo mà thôi. Ta hiện giờ không hề có tâm tình gây dựng lại học viện. Có lẽ thực sự là quá mệt mỏi rồi. Vậy chúng ta hiện giờ phải làm sao? Chi bằng đến lâu đài nhà con đi. Nơi này cách Thất Bảo Lưu Ly Tông không xa. Cảm ơn ý tốt của người, Vinh Vinh. Nhưng ta không muốn cảm nhận cảm giác nương nhờ người khác nữa. Viện trưởng, là con không tốt. Người trách phạt con đi. Tần Minh, ngươi làm gì vậy? Chuyện này không phải là ý của ngươi. Người nên nói lời xin lỗi là ta, là chúng ta đã phá hoại tiền đồ của ngươi. Khi xưa nếu không có các vị sư phụ dạy dỗ, con nào có tiền đồ gì? Đối học đệ vừa rồi nói không sai. Chúng ta phải là học viện Sử Lai Khắc đi. Chúng ta không ai có hy vọng thấy nó có kết cục như vậy. Vâng. Được. Học viện Sử Lai Khắc sẽ không kết thúc. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ đi thành Thiên Đấu tìm một nơi để đặt chân. Chiêu mộ học viện hồn sư cao cấp Lam Bá, do muốn mở rộng học viện nên muốn chiêu mộ những nhân viên sau 10 hồn tông trên cấp 40, ưu tiên người có hồn lực cao hơn. Sau khi được chọn sẽ có đãi ngộ tốt. Quảng cáo của học viện này sẽ đăng lên bảng thông báo ở cổng thánh. Cái này phải mất bao nhiêu tiền? Học viện Lam Bá, con có biết một chút.